phẫu thuật nhé. Còn bây giờ mình đi một số lệnh cơ bản nhé. Đầu tiên là chúng ta vào mục view nhé. Lệnh đầu tiên nhé là lệnh điều hướng navigate, là lệnh pan nhé. Chúng ta đi từ lệnh pan trước. Pan là viết tắt là chữ P nhé, thì chữ P. Không rồi chúng ta vào view navigate pan nhé. Đấy. Pan là lệnh di chuyển sang trái sang phải, chúng ta kích chuột trái này, người dây chuột trái nhé. Đấy là lệnh pan nhé. Đấy, lệnh thứ nhất. Navigate này. Nhà anh chị nào thấy còn tắt nó rồi nhá. Nếu mà cần hỏi thì người bật bật mic lên nhá. Không thì người có thể tắt đi nhá để mình nói cho nó tập trung ý, nhá. Được không ạ? Đấy nhá. Nếu anh em nào cần nói thì mọi người bật mic lên nhá. Đấy, lệnh đầu tiên nhá. Navigate này. Pan nhá. Đấy chúng ta di chuyển nhá. Đấy là lệnh thứ nhất. Navigate pan. Kích chuột trái và dây chuột trái đi để di chuyển. Đấy lệnh thứ nhất. Ở đây dễ rồi. Lệnh rotate with bound. Xoay về chuột đấy. Nó báo pick position này, kích chuột trái này. Chúng ta thấy cái tâm xoay một tí nào ạ. Chúng ta dây chuột trái chúng ta xoay. Đấy. Rotate with bound nhé, đấy, kích chuột trái này và dây chuột trái để xoay. Chúng ta làm thử đi ạ. Hai lệnh nhá, view này, navigate pan với cả lệnh rotate with bound nhé. Rotate with mouse và pan nhé, chúng ta làm thử đấy. Đấy là hai lệnh cơ bản nhất nhé, là navigate là rotate with mouse, phím tắt là Ctrl R nhé. Mọi người có thể ấn Ctrl R này, kích chuột trái vào vị trí mà mình làm tâm xoay này, xong rồi di chuyển chuột trái nhé. Đấy. Hai lệnh pan là ấn tắt phím P ở trên bàn phím này, đấy, xong rồi di chuyển. Đấy là hai cái lệnh cơ bản nhất. Chờ xíu nhé. Tiếp theo của chúng ta là lệnh zoom nhé. Đấy, zoom in này thì là kích kích vào cái điểm tâm ở đâu thì nó sẽ phóng to từ đấy lên nhé. Zoom out thì là thu nhỏ lại. Đó. Zoom original. Đấy, ví dụ mình ở rất là xa nhé, thì mình nhấn vào zoom này, original cái thì nó quay về như ban đầu nhé. Phím tắt của nó là chữ home và chúng ta nhìn nhé. Phím tắt là phím home ở trên bàn phím, nó mà có bàn phím đầy đủ ấy, nó chỉ là chữ home cái được, nó tự về mặc định luôn nhé. Hoặc là cách thứ hai chúng ta vào view này, zoom nhé, zoom original, đấy tự nó về luôn nhé, zoom original. Còn lệnh thứ ba zoom reverse là về cái trước đấy nó một lần. Ví dụ trước khi chúng ta zoom on ấy, chúng ta chọn về zoom original này, trước của nó là gì, là cái vừa xong, cái view vừa xong ấy, chúng ta chọn là previous là cái trước đấy nha. Còn zoom setup là chọn một đối tượng, chúng ta phải có một đối tượng ở phía trước, ví dụ phần phím home nữa này, chúng ta chọn một đối tượng nhé, một view này, zoom này, zoom setup đấy, thì nó sẽ phóng to cái đối tượng đấy lên để mình nhìn quan sát cho dễ đấy. Đó là zoom selected nhé. Lệnh về zoom này chúng ta thắc mắc gì không ạ? Nhá, quan trọng nhất và hay dùng nhất là cái zoom original này, chính là phím home đấy nhá, là lệnh hay dùng nhất nhá. Đấy. Zoom original là hay dùng nhất nhá. Ok, cái này chắc là đơn giản đúng không? Có ai cần thắc mắc gì về vấn đề này hay không thì chúng ta trao đổi luôn nhé. Ai hỏi lệnh zoom gì chúng ta nói luôn nhé. Bây giờ chuyển sang lệnh thứ hai hay dùng nữa là lệnh chuyển giữa 3D và mặt phẳng nhé. Áp dụng cho cả mặt đứng, mặt bằng hay là 3D nhé. Là lệnh này. Switch to 3D plane. Nghĩa là chuyển giữa 3D mặt phẳng. Chúng ta kích vào đây. Hoặc là ấn Ctrl P nhé. Đều được nhé. Đây, chúng ta nhìn phím tắt của nó nhé. Switch to 3D plane. Phím tắt của nó là Ctrl P. Nhé. Phím tắt Ctrl P nhé. Đấy. Hoặc là ấn cái này, đúng không ạ? Đều được. Nha. Ctrl P này. Đấy. Cái lệnh này rất hay dùng đấy. Ctrl P nhá, chuyển đổi giữa 3D và mặt phẳng. Đúng không ạ? Cái lệnh này thì là đấy, hay dùng 3D và mặt phẳng, chuyển đổi giữa 3D và mặt phẳng.